Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con xin tri ân mọi người ạ. Hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục học tới cái bài Nghi Thiên Vấn Đạo với Sư Pháp Thanh. Dạ, mình có thể chờ chút xíu Sư Pháp Thanh sẽ... Dạ, dạ chị, hồi nãy chị nói như không nghe được gì hết luôn, dạ. Trong thời gian mình chờ pháp sư đó, chị Nhung chỉ rời room mất tiêu rồi, chị chạy vô lại thử coi ra sao. Dạ, trong thời gian chờ sư Pháp Thanh vào, con xin thỉnh sư Thanh Tâm, sư có thể cầm mic để chỉ cho con, cho lớp học một cái số vấn đề là nếu mà lớp của mình đó bạch sư, cũng con biết cũng có một số vị đó là giữ năm giới, có một số vị là giữ tám giới, như vậy là mình có bắt đầu mình cho lớp giữ một tháng là khoảng 8 ngày. Có nghĩa là nếu mà vị nào mà thích á, thì giữ cái đó. Hoặc là nếu mà quay trở lại á, thì có giữ năm giới đều luôn. Thì con xin thỉnh ý của sư Tâm có thể mà cho đạo tràng cũng cũng có thể nếu mà tự vì con thấy có nhiều vị hỏi con đó là hôm nay cái giờ mà đạo tràng bên Bali Chanting mà cho giữ giới đó thì ở bên Việt Nam là đã vào buổi chiều rồi, thì có những vị hôm bữa giờ cũng nhắn với con là có thể xin chư tăng cho cổ là xin từ buổi sáng sớm đó, tức là ở bên mình là 9 giờ thì ở bên kia 9 giờ tối thì bên kia của 9 giờ sáng của ngày hôm sau rồi đó bạch sư. Thành ra con không biết là làm như vậy có tiện hay không. Với lại nếu mà làm như vậy thì cái giờ giấc á, là ở bên Việt Nam nó sẽ trước bên Mỹ một ngày. Như vậy thì ý của sư Thanh Tâm làm sao ạ? Dạ con thấy sư Pháp Thanh cũng cũng vào rồi. Như vậy là con nghĩ là mình cứ bàn với nhau như vậy trước rồi để coi lớp trên cầu dân ý về vụ này sao. Có nghĩa là vị nào mà muốn giữ thì giữ, còn không giữ thì thôi, như chứ vậy cái này không có ép buộc đó. Tự do hôm bữa giờ có nhiều vị nhắn với Nguyên Như đó mà Nguyên Như quên bạch với sư Tâm. Dạ bây giờ con thấy sư Pháp Thanh đã vào đạo tràng, con xin mọi người lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahma chaloka thipati saham pati katan chali an thiwarang ayachata sante thasantam parajang kajatika. Đề sê tu thầm măng anu cam bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quy nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thăng a phi thầm ma chăm măng
cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bố tha nay ye pari sa ya man che nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc tha giá và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh có thể thử mít trước khi nguyên như đọc chánh kinh ạ. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. Hello, 1234, dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, con không biết là sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không, bạch sư? Dạ, xin sư cho con tín hiệu ạ. Hello, bạch sư Pháp Thanh, dạ. Bạch sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không, bạch sư? Con xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Hello, dạ chị Nhung, chị có thể cầm mic cho Nguyên Như để em gọi sư Pháp Thanh từ cái phone của em. Dạ, em xin nhường mic lại cho chị Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con nói rõ được không ạ? Alo, dạ, dạ sư đã vô. Dạ, alo ạ. Nguyên Như ơi, sư vô rồi, Nguyên Như ơi. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Dạ, Nguyên Như cũng đã thỉnh pháp sư xong ạ. Con kính thỉnh sư cầm mic thử âm thanh ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. À, xin đạo tràng quan hỷ hồi sáng giờ cái chỗ sư thì đường truyền nó hơi chập chờn, rồi mới vừa chuẩn bị vô thì bắt đầu nó bị cúp điện, cúp điện rồi mới vừa có trở lại thì xin chư tăng cũng như xin quý Phật tử quan hỷ cho. Và bây giờ thì mời cô Nguyên Như quan hỷ đọc dùm cái phần chánh kinh từ đoạn 36 đến đoạn 42, và sau đó thì sư sẽ chia sẻ giảng rộng thêm cái phần này. Mời cô Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hello, dạ thưa cả nhà, nghe con không được mô Phật. Dạ, hồi nãy giờ cái mic nó bị kẹt. Cái mic nó bị kẹt, con bấm hoài mà nó không có vô được luôn. Dạ. Dạ dạ sa thú sa thú. Tại nguyên như có cái phone mới thành ra bây giờ nó vô nó hơi trục trặc chút xíu. Dạ, con xin đọc bài từ đoạn 36 cho tới đoạn mấy bạch sư tới 42 bạch sư. Dạ. Số 36. Sau đó, Đức vua Milinda trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy đã nhìn thấy những người vô ná cá không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, nên đã khởi ý điều này. Ta nghĩ rằng chắc chắn là có vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc, nên những người sứ vô cá ná này không có trạng thái bối rối. Khi ấy, Đức vua Milinda đã nói với những người sứ vô ná cá điều này: Này các khanh, có vị tỳ khưu sáng trí nào khác có khả năng để chuyện trò với trẫm để giải tỏa điều nghi hoặc? Số 37. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Nagasena được vây quanh bởi tập thể Sa Môn, là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, được nhiều người đánh giá cao, là vị sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, thông tam tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh điển được truyền thừa, tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về lời dạy của bậc đạo sư, gồm chín thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo trong việc thâm nhập lời thuyết giảng về ý nghĩa của giáo pháp trong lời dạy của đấng chiến thắng, có tài ứng đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự thuyết giảng phong phú, có sự phát biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó ép, không lao chao ví như biển cả, không dao động ví như núi chúa, dứt họ, dứt bỏ dục vọng, xua đi tâm tối, phát ra ánh sáng, là diễn giả hùng hồn, gây xáo trộn tập thể của các vị có đồ chúng khác, khuất phục các giáo chủ tà giáo khác. Đối với các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, các cận sự nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các quan đại thần của đức vua, thì được tôn vinh, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, nhận được các vật dụng về y phục vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh cao về danh vọng, đang trình bày sự quý báu về lời dạy của đấng chiến thắng, gồm chín thể loại, đến những bậc hiểu biết lớn tuổi đang tập trung lắng nghe, đang chỉ ra con đường giáo pháp, đang nắm giữ ngọn đèn giáo pháp, đang nâng lên tòa lâu đài giáo pháp, đang hy sinh sự cống hiến cho giáo pháp, đang nâng đỡ biểu hiện của giáo pháp, đang nâng lên ngọn cờ giáo pháp, đang làm vang tiếng tù và của giáo pháp, đang vỗ trống giáo pháp, đang cho rống tiếng rống sư tử, đang gầm tiếng gầm của vị trời in đá, tiếng sấm, đang làm hài lòng toàn bộ thế gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nương yêu, với trận mưa lớn về sự bất tử của giáo pháp, trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trấn kinh thành đã ngự đến thành phố Xà Gá Lá. Ở nơi ấy, Đại Đức Nagasena ngụ tại tự viện Sang Khê Giá cùng với 80.000 vị tỳ khưu, vì thế đã có lời rằng: Là vị nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, khôn khéo và tự tin và thiện xảo về thời điểm, có tài ứng đối và thông thái, và các tỳ khưu thông tam tạng cùng với các vị thông năm bộ kinh và luôn cả các vị thông bốn bộ kinh, các vị ấy tôn vinh Nagasena. Nagasena là vị có tuệ thâm sâu, thông minh, biết được đạo và không phải là đạo,
đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tin. Được các vị tỳ khưu khôn khéo, có lời nói chân thật ấy tháp tùng, trong khi du hành qua làng mạc thị trấn, đã đi đến Xà Gá Lá. Từ đó, Nagasena đã ngụ tại tự viện Sankhe Giá, giống như con sư tử ở ngọn núi, vị ấy thuyết giảng cho nhiều người. Số 38. Khi ấy, vị Đê Quá Măng Tý Giá đã nói với đức vua Milinda điều này. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Nagasena là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, có tài ứng đối khôn khéo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ phân tích về ý nghĩa, về các pháp, về ngôn từ, về phép biện giải. Hiện nay, vị ấy ngụ tại tự viện Sankhe Giá. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến, hãy hỏi đại đức Nagasena câu hỏi. Vị ấy có khả năng để chuyện trò với đại vương để giải tỏa điều nghi hoặc. Số 39. Khi ấy, đức vua Milinda chợt nghe đến tên Nagasena, đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Đề Quan Tý Giá điều này. Này Khanh, có phải ngài tỳ khưu Nagasena có khả năng để chuyện trò với trẫm? Tâu đại vương, vị ấy có khả năng để chuyện trò với cả vị trời in đá, giá má, quá rú ná, cú quê rá, bá cha bá tí, xú gia má, các vị hộ trì cõi trời đâu xuất, đại phạm thiên và bậc cha ông thì có gì với loài người? Số 40. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Đê Quá Măng Tý Giá điều này. Này Đê Quá Măng Tý Giá, như thế thì Khanh phải hãy phái sứ giả đi đến gặp ngài đại đức. Tâu bệ hạ, xin vâng. Rồi Đê Quá Măng Tý Giá đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Nagasena, nói rằng: Bạch ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Nagasena. Đại đức Nagasena cũng đã nói rằng: Như thế thì vị ấy hãy đến. Số 41. Sau đó, được tháp tùng bởi 500 người xứ Vô Ná Cá, đức vua Milinda đã bước lên cổ xe ngựa cao quý, cùng với đội binh đi đến tự viện Sankhe Giá, gặp đại đức Nagasena. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena đang ngồi ở ngôi nhà tròn, cùng với 80.000 vị tỳ khưu. Đức vua Milinda đã nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đằng xa. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đề Quá Măng Tý Giá điều này. Này Đề Quá Măng Tý Giá, hội chúng đông đảo này là của ai vậy? Tâu đại vương, là hội chúng của đại đức Nagasena. Lúc đó, sau khi nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đằng xa, đức vua Milinda đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda tự như con voi bị bao vây bởi những con tê giác, tự như con rồng bị bao vây bởi những con kim sĩ điểu, tự như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăng, tự như con gấu bị bao vây bởi những con trâu rừng, tự như con ếch bị đuổi theo bởi con rắn, tự như con nai bị đuổi theo bởi con báo, tự như con rắn bị chạm trán người bắt rắn, tự như con chuột bị chạm trán với con mèo, tự như con yêu tinh bị chạm trán với thầy trừ tà. Trăng đi vào miệng của Rahu, tức là bị nguyệt thực. Tự như con rắn bị sa vào giỏ, tự như con chim bị rơi vào lồng, tự như con cá bị dính vào lưới, tự như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tự như loài dạ xoa phạm lỗi đối với thiên vương Quét Xá Quá Ná, tự như vị thiên tử có tuổi thọ bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, giáo giác, rúng động, lòng dựng đứng lên,
thất thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhục ý. Sau khi ấy là sau khi lấy lại sự can đảm, nghĩ rằng chớ để người này xem thường ta, Đức Vua đã nói với Đề Quá Măng Tý Giá điều này: Này Đề Quá Măng Tý Giá, khanh chớ giới thiệu Đại Đức Nagasena cho trẫm. Trẫm sẽ nhận biết Nagasena dầu chưa được nói ra. Tâu Đại Vương lành thai, xin hãy Đại Vương hãy tự nhận biết. Số 42. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Nagasena là ở nơi hội chúng khưu của Ngài, gồm 40.000 vị tỳ khưu kém thâm niên ở phía trước và 40.000 vị tỳ khưu thâm niên hơn ở sau. Khi ấy, trong khi quan sát toàn thể hội chúng tỳ khưu ấy từ phía trước, từ phía sau và ở chính giữa, Đức Vua Mì Lình Đá đã nhìn thấy từ ở đằng xa Đại Đức Nagasena đang ngồi ở giữa hội chúng tỳ khưu tựa như con sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không bị nổi da gà, không sợ hãi thẹn thùng. Sau khi nhìn thấy, đã nhận ra nhờ vào sự biểu hiện, người này đây chính là Nagasena. Khi ấy, Đức Vua Mì Lình Đá đã nói với Đề Quá Măng Tý Giá điều này: Này Đề Quá Măng Tý Giá, có phải vị ấy chính là Đại Đức Nagasena? Tâu Đại Vương đúng vậy, vị ấy chính là Đại Đức Nagasena. Tâu Đại Vương thật là tốt đẹp, Đại Vương đã nhận ra vị Nagasena. Vì thế, Đức Vua đã trở nên hớn hở, dầu không được nói, trẫm đã nhận ra được Nagasena. Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy Đại Đức Nagasena, Đức Vua Mì Lình Đá đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Vì thế, có lời nói rằng, sau khi nhìn thấy Nagasena được thành tựu tánh hạnh, đang khéo được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, Đức Vua đã nói những lời nói này: Ta đã gặp nhiều nhà thuyết giáo, đã tham dự nhiều cuộc bàn luận, ta đã không có sự sợ hãi như thế này, như là sự run sợ của ta ngày hôm nay. Sự thất bại chắc chắn sẽ xảy ra cho ta ngày hôm nay khi tâm không được tập trung như vậy, và chính phần thắng sẽ là của Nagasena. Dạ con đã đọc hết dứt phần của ngoại thuyết. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh. Dạ con xin thỉnh Ngài có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư hương thọ, chư đại đức tăng. Dạ chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Dạ cảm ơn cô Huy Như rất nhiều đã đọc xong cái phần chánh kinh. À, thì hôm nay là coi như chúng ta kết thúc cái phần ngoại thuyết. Và ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái những cái câu hỏi đáp giữa vua Mì Lình Đá và ngài Nagasena. Thì qua những cái đoạn trong phần chánh kinh thì quý vị thấy rằng chúng sanh nó có những cái nhân duyên với nhau. Có những chúng sanh rất là hùng hổ với những cái hội chúng ở nơi khác, nhưng mà khi mà gặp được mà một cái đối tượng đó, cái đối tượng có khả năng để mà có thể mà áp chế đó, thì tự nhiên đó, do nhân duyên đó, thì cái người này á, trở nên rụt rè ngoan hiền, không có còn mà hùng hổ mà như lúc mà chưa có xuất hiện cái đối tượng có cái khả năng. Ra đó, ở ngoài thế gian á, quý vị có thấy những cái trường hợp rất là lạ,
Hồi sư còn nhỏ sư cũng có nhiều lần sư thấy nó lạ, tự nhiên không biết là quý vị có thấy được cái điều này không. Hồi sư còn nhỏ đó, nhớ trong cái một năm đó, không biết vào khoảng cái ngày tháng, khoảng tháng năm đó, không biết nhớ ngày nào đó, theo dân gian đó, người ta nói là cái ngày đó, đó là con lươn với cái con rắn trung á, hai con nó gặp nhau á, là tự động cái con lươn á nó sẽ nạp mình cho con rắn trung. Dù con rắn trung mà nhỏ hơn đi chăng nữa đó, con lươn lớn hơn đi chăng nữa đó, là tự động khi mà con gặp hai con gặp nhau là tự động cái con lươn á nó đến, nó bò từ từ đến trước trước miệng cái của con rắn trung, rồi con rắn trung nuốt. Nhưng mà có nhiều khi cái con lươn thì nó to hơn cái con rắn trung, nhưng mà anh con rắn trung vẫn nuốt hồi là bị cái một con thì nhỏ một con thì lớn, nuốt xong rồi hai con chết hết. Mà nó lạ lùng như vậy đó. Thì mình mới thấy rằng cái trong cái thế gian này đấy, cái nhân duyên, nhân duyên của những chúng sanh, họ có cái hữu duyên do gì, do luyến ái, hoặc là do quan trái, họ sẽ gặp nhau. Cho nên nếu mà chúng ta đứng về cái góc độ mà của cái thế gian ấy, thì mình thấy là nó không hợp lý. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nhưng mà nếu mà mình đứng trên cái Phật pháp, cái nhân quả, nhân duyên, tương hợp đó, thì mình sẽ thấy rằng phải rồi, nó là vậy. Do những nhân duyên từ quá khứ nó đưa đến, nó mới khế hợp để cho cái quả trong hiện tại. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng đối với các bậc thánh nhân thì các ngài thấy cái quả ngay trong cái đời sống hiện tại, và các ngài hiểu được cái nhân từ quá khứ, đó là ngài thấy nó là cái chuyện bình thường. Còn nếu mà phạm nhân của mình thì mình thấy là cái quả cái thời hiện tại này, mình không có xem xét về cái nhân quá khứ thì mình thấy nó bất hợp lý. Thành ra đó, sao có những cái vị tướng, những vị tướng lãnh hùng hổ trước ba quân, nhưng mà khi mà gặp cái đối tượng này, dù là cái đối tượng là nữ nhân á, nhưng mà cái người này trở nên rụt rè, giống như những đứa trẻ. Thành ra do cái nhân duyên với nhau, thành ra ở trong 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 cái thế gian nó có những cái pháp gọi gì, tương sinh tương khắc. Thì quý vị thấy rằng ở trong đây đó, chỉ có ngài Nagasena là có khả năng có thể khắc chế được vua Milinda. Chứ ngoài ngài Nagasena là thì không có ai hết. Giống như cái thời kỳ mà Đức Phật ấy, thì chỉ có Đức Thế Tôn mới có khả năng để mà khắc chế được Xích Chặt Cá thôi. Lúc đó là với cái khả năng biện tài của Xích Chặt Cá, cho nên là anh ta sanh ra cái tâm cống cao ngã mạn, nghĩa là anh ta tự hào rằng ở cái thế gian này ngoài anh ta ra là không có ai, không có ai có khả năng có thể mà
mà luận chiến với anh ta được hết. À, nhưng mà khi mà đến gặp Đức Thế Tôn rồi, à, lúc đầu á, anh ta cũng tự hào, nhưng mà đến khi mà Đức Phật hỏi anh ta thì anh ta đành lặng thinh và cúi đầu. Thấy không? Thành ra đó chúng ta biết rằng á, ở thế gian này á, là nó là như vậy đó. À, mình tài giỏi cỡ nào là tại vì mình chưa gặp được cái đối tượng thôi. À, chứ còn nếu mà khi mà mình gặp được những cái đối tượng mà có cái nhân duyên mà có thể khắc chế thì mình cũng phải chịu thua. Cho nên là mình biết như vậy để mình sống khiêm tốn. À, chứ chúng ta đừng cậy vào cái tri kiến, rồi cái hiểu biết, cái sở kiến, cái sở đắc của mình ấy, rồi mình sanh cái tâm cống cao ngã mạn. À, tức là này, nó là hạ mục vô nhân, tức là ngoài dưới mắt mình ấy, là mà ngoài mình ra là không có ai hết. À, không? Đó là mình nói về cái những cái đối tượng nó có sự khắc chế với nhau. Thì quý vị thấy rằng đó, ở đây là nếu mà những quý vị nào mà đã có gia đình, à, thì quý vị suy nghĩ lại coi phải không? À, tại sao mà hồi đó mà mình không gặp người khác mà mình phải gặp cái ông này, cái bà này? À, tại sao mà hồi đó mình gặp mấy người kia mình không ở trong tâm mình, trong cái trí tuệ mình là không có phản ứng gì hết, nhưng mà khi mà mình gặp cái người này đó, là nó có cái phản ứng khác lạ. À, đó, thành ra đó, cái đó là cái gì? Do cái nhân duyên từ quá khứ. À, do những cái luyến ái. À, thành ra mà khi mà mình gặp nhau đó, là giống như mà sắt mà với 500 vậy đó. À, nó hút nhau vậy. À, còn nếu mà những đối tượng khác đó, thì khi mà nó gặp thí dụ như nhôm hóa đồng, à, gì đó, nó gặp 500 thì nó đâu hút. Thấy không? Cho nên đó, à, chính do nhân duyên cho nên cái cô này phải gặp anh chàng này, do nhân do duyên anh chàng này là phải gặp cô này. À, đó, nó đưa đẩy, nó sắp xếp rồi. À, thành ra đó mình biết như vậy, à, để mình thấy rằng tất cả là do nhân duyên, không có ông trời nào sắp đặt, không có ông tơ bà nguyệt nào mà là may là mối được hết. Mà nó có nhân có duyên thì tự nhiên nó sẽ gặp nhau đó. À, để chúng ta biết là cái pháp, cái sự vận hành, à, của pháp là nó là như vậy. À, để mình hiểu biết, mình có trí tuệ để mình thấy pháp. À, khi mà chúng ta có được hiểu biết rồi đó, thì sao? Pháp khắp mọi nơi. À, pháp từ ở trong bản thân chúng ta. À, rồi đến những cái đối tượng xung quanh mình. À, từ những cái thân mà quyến thuộc đến tất cả các cái đối tượng xung quanh mình. À, thì khi mà mình hiểu biết như vậy đó thì sao? Thì chúng ta sẽ học được rất nhiều. À, từ tất cả các pháp nó đang vận hành ở trong nội tâm, trong nội thân cũng như là xung quanh chúng ta đó. Cho nên đó, là chúng ta hiểu biết như vậy để mà chúng ta ráng cố gắng nỗ lực tu tập, à, dung bồi cái kiến thức, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình. À, chúng ta diệt trừ
cái tầm cống cao ngã mạn, à, chấp thủ tri kiến, à, đó, mà cái thủ, cái kiến thủ nó cũng là một cái sự tai hại, à, nó là cùng một cái sự ngăn che sự tiến bộ, à, trên cái bước đường tu học của chúng ta. À, và quý vị nhớ rằng cái những cái câu danh ngôn nó có những cái câu danh ngôn cũng rất là hay. À, những điều mà chúng ta hiểu biết chỉ là một giọt nước. À, những điều mà chúng ta chưa biết là cả một đại dương. À, thành ra đó, chúng ta chỉ có những cái tri kiến, những cái kinh nghiệm trong cái phần mà mình học hỏi, à, cái phần mà mình thực hành, à, còn rất nhiều những cái pháp khác, à, mà chúng ta chưa học hỏi, chưa thực hành. À, thành ra đó, khi mà có nhân duyên, à, thì chúng ta sẽ lắng nghe, học hỏi, à, để chúng ta dung bồi những cái trí tuệ, những cái kiến thức, à, những cái pháp hành mà những cái người khác họ đã có kinh nghiệm, à, thì cái sự học hỏi, sự thực hành mình sẽ tiến bộ nhiều hơn. À, cho nên đó là các pháp đó, giống như là lá ở trong rừng vậy, à, mà những cái kiến thức á, mà mình học á, nó mới chỉ là một chiếc lá mà thôi. À, các pháp mà Đức Phật dạy á, thì giống như một nắm lá, à, một nắm lá vậy. À, còn mình á, trong cái kiếp sống hiện tại này mình học á, không biết được hết một chiếc lá chưa. À, thành ra đó, à, chúng ta hiểu biết như vậy rồi sao, mình luôn luôn mình sẽ mở tâm ra, à, với trí tuệ mình sẽ đón nhận, mình học hỏi tất cả, à, cái sự vận hành của pháp bảo, à, từ trong tâm, trong nội thân chúng ta, à, cho đến tất cả, à, các pháp ở xung quanh mình. À, thì như vậy đó, chúng ta sẽ có được nhiều những cái kiến thức, những cái sự tiến bộ. À, chứ chúng ta không nên, à, với một vài cái tri kiến, một cái kiến thức, à, những kinh nghiệm nhỏ nhoi, rồi chúng ta cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Thì như vậy nó sẽ, à, có rất nhiều cái tai hại. À, cho nên là, à, tục ngữ, à, cao sơn tất hữu, cao sơn cao, tức là cái núi này cao rồi, nhưng mà nó còn có những cái núi khác cao hơn. À, đó, để mình biết. Và sao, à, có mà hơn thì chợ cũng đông, à, không mở chợ cũng chẳng mở không bữa nào, phải không? À, có mình thì mình góp chút công, chút kiến thức để cho cái đạo tràng, à, góp công, góp chút kiến thức gì đó, góp chút công sức gì đó để cái ngôi chùa nó được tốt đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà không có mình ấy, thì sao? Cái chùa cũng không có suy xiển gì, cũng mất đi cái gì. À, cho nên mình hiểu biết như vậy đó, để mình sống có cái sự khiêm tốn. À, mình biết tôn trọng cái kiến thức, à, những cái hiểu biết của người khác, à, để chúng ta đón nhận những cái kinh nghiệm, à, những cái điều hay, à, những cái kinh nghiệm quý báu, và để chúng ta, à, tích góp
góp nhặt cái kiến thức cũng như cái pháp hành của mình thì sẽ được nhiều cái sự tiến bộ tốt đẹp. Cho nên á, là chúng ta phải có cái hiểu biết, và chúng ta phải có với trí tuệ, rồi sao chúng ta phải khiêm tốn, để chúng ta đón nhận cái pháp ở xung quanh mình. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về những cái câu chuyện ở trong phần cuối của cái phần ngoại thuyết. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể nghe, và cũng chúc cho tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, có thêm được những cái kinh nghiệm quý báu trong đời sống cũng như trong cái sự học tập của mình để có sự tiến bộ nhiều hơn. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cũng thỉnh như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng chính kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con về cái phần từ số 36 phần quý vị, 36 tới số 42. Và bạch sư, còn có nghe sư giảng cái chỗ mà mình học được có một chút xíu xíu mà mình cứ tưởng là mình giỏi đó bạch sư. Thì con cứ nhớ là cái lúc mà Đức Phật cầm một cái nấm lá ở bên ở trong cái tay, rồi ngài mới nói là ngài mới hỏi là cái nào nhiều hơn, tức là cái nấm lá trong tay ta nhiều hơn hay là nấm lá trong rừng nhiều hơn. Mà trí tuệ của Đức Phật thì như lá trong rừng, mà những cái phần mà Tam Tạng kinh điển ngài dạy cho mình thì có như là một cái nấm lá trong tay thôi. Mà mấy cái năm rồi đó là sư dạy cho tụi con mấy năm trời đó mà tụi con học được, con nghĩ là chắc bằng một hai cái hột bụi trong cái kiến thức của những cái lá đó thôi. Mà nếu mà có cái vị nào mà dám nói mà biết hết rồi để mà mình tự tung tự tác hay là tự cao tự đại thì rất là bi thảm thiết. Và tự gì con nghĩ nếu mà mình đọc được một cuốn sách đi nữa thì mình sẽ có hai cuốn ba cuốn mình chưa biết, mà mình có đọc 10 cuốn sách đi nữa thì con nhìn thấy một cái thư viện nó như vậy đó, làm sao mình đọc. Mà ở xứ Mỹ này biết bao nhiêu mà cái thư viện, con nghĩ một cái tiểu bang Virginia thôi đó, nội mà sách cho một cái tiểu bang đó là mình đi mình khiêng, mình gồng mình gánh cũng không hết, làm sao mình mà đọc hết nổi. Thành ra nếu mà bất cứ một cái người nào trong chúng ta mà nghĩ mình biết hết rồi đó thì con nghĩ rất là mình phải buồn giùm mình, tức là mình nghĩ nó quá sức là sai bạch sư. Dạ. Cái đó lúc đó con nghe sư giảng thì con cứ nhớ như vậy. Rồi nó thấy mình tự buồn với mình, nếu mà mình có cái tâm mà đó lúc nào mà nó thoáng lên mà nó nghĩ như vậy thì thật là sầu bi khổ u não bạch sư. Dạ Nguyên Như xin mời cả nhà bây giờ tới cái phần mà mình có thể đặt câu hỏi cho ngài, cái chỗ nào mà chư vị có thắc mắc hoặc là những cái tình tiết, cái chỗ nào mà quý vị có còn có một cái thắc mắc hay là có cái sự hỏi thì cả nhà có thể chat lên, Nguyên Như có thể đọc rồi cho sư, hoặc là quý vị có thể cầm mic để hẳn với sư. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị. Trong thời gian chờ đạo tràng có câu hỏi, con xin có một câu hỏi bạch sư, là tại sao mà cái hội chúng của vị Nagasena cho có tới 80.000 người, và trong 80.000 người này thì hồi nãy lúc con đọc con không có thấy là 80.000 hội chúng này là có gồm những cái vị A-la-hán không bạch sư, hay là những vị này là những vị mà tăng hoặc là lớn hạ hoặc nhỏ hạ mà thôi. Và con xin cho mic lại cho sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì bây giờ trong mình chỉ biết trong số các cái vị trưởng lão trong cái hội chúng đó, thì có thể là các bậc thánh tăng cũng có, mà có thể là các vị phàm tăng cũng có, tại vì mình đâu có xác quyết được. Thì dù sao đi chăng nữa là những cái vị này là những cái vị mà cũng có trí tuệ, mới hội tụ ở trong cái hội chúng này, chứ còn ở trong kinh thì không có nói rõ, cho nên mình cũng không dám khẳng định điều gì. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyên Nhân, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Cảm ơn của thầy. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ, dạ, kính chào các quý đạo hữu. Dạ, thưa Sư, trong phần bài đọc có một cái phần mà con cũng chưa được hiểu đó Sư, là trong này có nói là cái pháp của Bậc Đạo Sư gồm 9 thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, sự thiện xảo. Mà hồi nào giờ thì con chỉ biết là pháp của Đức Phật gồm có 3 tạng, tạng kinh, luật, luận. Nhưng bây giờ ở đây đề cập đến 9 thể loại thì con chưa biết cái 9 thể loại này nó như thế nào, thưa Sư. Dạ, con kính thỉnh Sư giải thích giúp con phần này ạ. Dạ, con kính tri ân Sư ạ. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì 9 thể loại đó thì phân tích rộng ra. Thí dụ như bây giờ nếu mà chia ra thì là tam tạng. Tam tạng cũng có kinh, luật, luận. Đó. Thì 9 thể loại này là nó gồm ở trong đó đó. Ví dụ như trong cái tạng kinh thì nó chia ra trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng, tăng chi. Rồi trong cái phần tiểu bộ thì nó gồm có nhiều cái. Trong phần tiểu bộ, ví dụ như là cái phần mà chuyện tiền thân, tức là Đức Phật nói về những cái kiếp mà quá khứ khi còn là Bồ Tát. Rồi trong đó thì sao, nó có phần phần Phật tự thuyết nữa. Ví dụ như có những cái phần á mà những người khác á người ta hỏi Đức Phật giảng, nhưng mà có những phần á là Đức Phật thấy cái nhân duyên của cái hội chúng á. Cái hội chúng này đang thắc mắc nhưng mà họ chưa có nêu lên, Đức Phật giảng cũng có. Rồi có cái phần mà Pháp Cú Kinh, những cái mà Đức Phật giảng á, thì nó bằng văn xuôi, nhưng mà trong cái Pháp Cú Kinh á, thì Ngài giảng theo cái thể thơ. Thì chính phần ở đây là nó phân tích ở trong đó. Thí dụ như kinh lực thì Đức Phật thuyết bằng cái theo cái từ ngữ thông thường, tức là sử dụng cái tục đế nhiều hơn. Nhưng mà trong cái di diệu pháp thì sử dụng cái chân đế nhiều hơn. Thì chính phần ở đây là chia trẻ ở trong cũng trong tam tạng thôi. Đó thì nó là như vậy đó. Thành ra đó, chúng ta hiểu
cái giáo pháp á, cái pháp á, thì sao nó giống như là nó gồm lại, thấy không? Còn khi mà phân tích chia sẻ ra đó, thì nó tới 84.000 pháp môn. Thì chính cái này đó thì nó cũng nằm trong trong cái tam tạng, cũng nằm trong 84.000 pháp môn mà thôi. À đó, thành ra chúng ta hiểu biết như vậy để mà chúng ta nắm rõ về cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta chọn ra những cái phần cái bài học của mình, trong những cái đoạn nào để mình nắm được. Thầy xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ, Nguyên Như con xin mời chư vị Phật tử có câu hỏi nào về cái phần bài học hôm nay có thắc mắc, xin quý vị giơ tay lên để đặt câu hỏi thẳng với sư, hoặc là quý vị có thể chat và Nguyên Như có thể là đọc lên cho các vị ạ. Hôm nay đạo tràng yên ắng quá. Nguyên Như xin mời chị Hà, xin mời sư huynh Lý, xin mời sư huynh Kevin, xin mời cô Mai, xin mời sư huynh Thính Pháp, xin mời sư huynh Giang Nhật Hà. Mọi người hôm nay thâm nhập kinh tạng trí huệ Như Hải hết rồi, Phật sư không có ai giơ tay lên hết. Dạ, bạch sư, hồi nãy con nghe chị Nhung hỏi sư, sư trả lời trong khi là cái đó là cũng là trong nằm trong cái tam tạng, thì hồi đó con có vô tình con đọc được trong một cái của sư giác giới co tài pháp bảo, trong khi sư giảng cho chị thì con có bấm lên để cho đạo tràng theo kịp cái ý của sư. Bạch sư, dạ con có từ 1-9 con bấm ra đây trong khi sư trả lời cho chị. Quý vị có thể vào cái kho tàng pháp học đó quý vị. Thì trong này có những cái list ra giống như hồi nãy sư nói đó rất là rõ, quý vị có thể tham khảo thêm ạ. Dạ bạch sư, con thấy đạo tràng không có ai hỏi hết, con xin có một cái câu hỏi là khi một cái hội chúng đó bạch sư mà 80.000 người như vậy á, là ngồi bao nhiêu sâu, bao nhiêu bự vậy bạch sư? Con ngồi con tưởng tượng không có, con không có tưởng tượng ra được là nó bằng một cái sân banh, mà một cái sân banh con nhớ là hình như chỉ có 1.000 người thôi, mà ngồi mà một một
một cái hội chúng mà 80.000 người, rồi làm sao mà ông vua ông đứng từ xa mà ông nhìn từ phần trước, phần giữa, phần sau, con không có tưởng tượng được ra bạch sư. Giống như ngay một cái stadium là một cái chỗ mà football của Mỹ đó, thì hình như là nó có mười mấy ngàn người đó phải không quý vị, mà nó đã đông kinh khủng khiếp rồi thì làm sao mà 80.000 người, con không có tưởng tượng được là nó làm sao mà ông vua có thể nhìn đằng xa thấy được bạch sư, rất là khó hiểu. Dạ con xin dâng mít lại cho sư chỗ đó ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Ở đây thì chúng ta biết rằng cái con số này đó nó chỉ là ước lượng, nó không có tính chuẩn xác đâu. Tại vì giữa mà cái gọi là một cái do tình, một do tình á, thì nói là 16 cây số. À, theo cái bản dịch của ngài Bửu Chơn á, ngài nói là một do từng là 16 cây số, rồi mình dựa theo đó để mình nói. Nhưng mà sau này á, sư có đọc ở trong một cái bản dịch á, mà của Chư Tăng Tích Lan á, thì ta nói là một vô tình nó bằng một mai thì nó khoảng là một cây số 6 thôi à, chứ không phải mà 16 cây số à. Thành ra đó cái con số ở đây đó thì mình chỉ là mường tượng, mình ước lượng vậy thôi, chứ còn mà nói mà chính xác thì làm sao mà chính xác được. Đó, tại vì cái những cái câu chuyện ở trong kinh nó truyền khẩu rồi nó trải qua cũng nhiều nhiều đời rồi. Thành ra bây giờ mình nói là cái tính chất nguyên thủy của kinh kệ thì nó không phải còn chính xác chuẩn xác 100% đâu, nó cũng bị sai lệch một cái phần nào đó à. Bây giờ mình không có chú tâm vào cái vấn đề mà cái con số à, cái cành lá ở bên ngoài, mà mình học mà mình chú vào cái gì, cái cốt lõi à, cái cốt lõi, cái biện tài của ngài Nagasena, ngài à đã giải đáp rồi. Mình học ở đây những cái thắc mắc của vua Melinda đó à, có đôi khi là khi mà mình chưa có học đó, thì trong rất nhiều những cái câu hỏi của vua Melinda là những cái thắc mắc của mình à, để mà mình giải tỏa được những cái thắc mắc của mình. Còn bây giờ cái số lượng thì nó chỉ là cái ước lượng. À, còn cái cốt lõi đó, nhớ mình học kinh đó, là gì, mình nắm vào cái cốt lõi của cái bài pháp à, còn cái vỏ, cái giác à, nó chỉ phụ họa thêm mà thôi à. Thành ra trong cái chuyện mà Bồ Tát đản sanh cũng vậy, có nhiều người họ không có chấp nhận cái vấn đề mà Bồ Tát từ trong bụng mẹ mà bước ra. Đúng không? Đó. Có nhiều khi bị gì, Đức Thế Tôn là một cái bậc vĩ đại ở trong tam giới này à, rồi có những lúc đó là người ta khi mà ta kể cũng có những cái để mà tôn vinh cái đấng cao thượng. Đúng không? Quý vị thấy rằng những cái câu chuyện mà kể về những cái ông vua tài đức, có nhiều khi mà ông sanh ra hồi ông nhỏ có những cái đức tính nó cũng khác lạ hơn người khác à, nhưng mà cái đó là gì, cái truyền thuyết nè, nhớ vậy, cái truyền thuyết à, thì cái truyền thuyết á,
À, nó có gì? Nó có quyền, người ta có quyền ta hư cấu vô đó. À, mình nghe, mình nghe, mình tin không tin là quyền của mình. À, còn cái truyền thuyết nó là như vậy đó. Bây giờ á, sau khi mà đến cái thời kỳ mà kết tập Tam Tạng lần thứ 5, lần thứ 6 thì mới bắt đầu mới có chữ viết và mới được viết ở trên lá bùa. À, trên lá bùa ở xứ Tích Lan, rồi sau đó thì mới bắt đầu mới được in thành thành kinh sách ở trên giấy, à, như hiện nay. Rồi bây giờ là ở trên, à, những cái kỹ thuật mà hiện đại thông tin ngày nay như là trên mạng internet rồi đủ thứ, phải không? Thành ra đó có những cái chúng ta đi vào cái cốt lõi, à, cốt lõi của bài kinh. À, còn những cái phần mà, à, lá cành, à, vỏ, à, giá thì mình đừng có đừng quan tâm quá, không? Bây giờ á, cái chuyện mà Bồ Tát đẳng sanh như thế nào nó không thành vấn đề, mà cái điều quan trọng là sự thành tựu chánh đẳng chánh giác của ngài và sao và cái trí tuệ, à, và những cái bài pháp mà ngài giảng giải để hướng dẫn chúng ta, à, để diệt trừ tham sân si, à, để đối trị với tất cả những cái phiền não, để đem đến một cái đời sống an vui, à, trong hiện tại, à, rồi những cái pháp hành để đem đến, à, những cái lợi ích tránh xa các cái bất thiện, thực hành thật nhiều những cái điều lành điều thiện để đạt đến một cái đời sống thăng hoa tốt đẹp, giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. À, thì cái đó mới là cái quan trọng. À, còn ngài sanh ra, à, như thế nào đó rồi bước ra rồi bước đi bãi bước, có bãi cái bó đại đó sen nó đỡ ra rao đó, là cái chuyện đó là thuộc về truyền thuyết. À, thì mình nhớ vậy. À, bây giờ những cái truyền thuyết, cái tô điểm gì vậy đó nó không quan trọng, bằng cái cốt lõi của cái Phật giáo là lời dạy của Đức Phật và cái sự thực hành để đạt đến cái sự an vui. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nguyên Nhật và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ bạch sư, hồi nãy giờ con nghe sư giảng trong cái phần đó cái hoa lá cành, con nghe mắc cười á sư. Tại vì thiệt sự là hồi đó giờ cứ ngồi ở dưới mà hỏi là, à, Đức Phật á, thiệt sự á, là có người á, thì nói là sanh, à, không phải sanh từ bụng mà sanh ra từ, à, nách của bà mẹ, rồi có người thì đi từ bụng đi ra, à, đủ thứ chuyện hết á, mà ngồi cứ thắc mắc không biết là chỗ đó là làm sao. Mà con nghe sư dạy là đừng có thắc mắc tới những cái hoa lá cành đó. Dạ con coi được ở trong đây cái list mà của cái những cái sân vận động bự đó đạo tràng, thì người ta nói là giống như ở bên Michigan á, thì có chứa được 107.000 người ở cái sân ở bên Beaver Stadium của Pennsylvania thì chứa được 106.000 người. Mà khi mà cái hình đó chụp một cái stadium nó xuống á, thì cái chỗ mà đá banh đó thì nó nhỏ xíu như một cái ngón tay của mình thôi. Ý con thắc mắc đó bạch sư là một cái vị mà ngồi ngay cái trong một cái stadium á, mà con không có thấy cái chỗ nào là có cầm cái micro, rồi cái vị Nagasena nó ngồi sẽ nhỏ như là một cái hộp bụi luôn, rồi ông vua ổng ngồi cái chỗ nào, mà rồi làm sao mà 80.000 hội chúng mà của một cái bên của ngài Nagasena thôi, mà ông vua đem một cái đoàn tùy tùng của ổng, thì ra không có tưởng tượng là người nào nghe. Con cứ thắc mắc như vậy thôi bà sư, mà thiệt đó là cái hoa lá cành thiệt, nhưng mà trong một cái bửng người mênh mông như vậy làm sao mà ngồi nói pháp với nhau mà tất cả hội chúng đều nghe được, thì thiệt sự là rất là kinh khủng. Dạ con thấy, à, Tina có một cái câu hỏi ở đây. À, con kính được hỏi giáo lý lời dạy của Đức Phật thật rộng lớn với người mới biết đạo, nên tham khảo tạng kinh trước
hay là vi diệu pháp, nên tập trung học tốt một cái, học cái nào trước, và hay là hãy nên học song song với nhau. Và con xin dâng bích lại cho sư để sư trả lời câu hỏi cho của em Tina. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. À, trước khi giải thích cái câu hỏi của chị Na, thì sư xin nói thêm một chút cái thắc mắc của cô Nguyên Như đó, là khi mà sư đi vô cái chỗ mà Thâm Makaya ở Thái Lan đó, thì quý vị biết rằng ngay cái trường thiền đó là nó có cái sức chứa là 100.000 người. À, 100.000 người. Mà quý vị biết mà đứng từ cái bên này của cái trường thiền mà nhìn qua tới cái bên kia của trường thiền là nó tích mù sạc. À, nhưng mà với cái công nghệ hiện đại bây giờ thì sao? Quý vị biết cứ mỗi một cái cột tròn nó to khoảng một người ôm được đó. À, cái cột này nó làm bằng cái ống sắt để đỡ những cái thì cứ mỗi một cái cột như vậy là nó gắn bốn cái màn hình tivi. À đó, thì như vậy thì cái vị pháp sư, cái vị giảng sư mới nói, mới cái hội chúng người ta mới nghe được. Thì đó, một lần mà sư mà đi tham quan mà sư gặp được á, là cái mà lớn nhất ở trong cái Phật giáo đó, là cái chỗ cái Thâm Makaya ở Thái Lan đó, thì như vậy á. Rồi nếu mà một cái trong năm á, thường thường là ở Thái Lan là người ta có hay tổ chức những một năm hai hoặc ba lần, để quý vị nếu mà có dịp mà quý vị coi á, thì quý vị sẽ thấy tổ chức những cái cuộc lễ mà cầu hòa bình cho thế giới, cầu nguyện hòa bình cho thế giới đó. Thì cái cuộc lễ này đó, toàn bộ cái khuôn viên của Thâm Makaya đó, nó có cái sức chứa khoảng 1 triệu người, chứ tỳ kheo không á. À, những cái vị mà tỳ kheo trưởng lão mà được mời đó không á, là khoảng là như vậy là khoảng 100.000 vị. 100.000 vị. Còn mà từ các em thiếu nhi đồng, rồi tới mà cận sự nam, cận sự nữ rồi ha, thì khoảng một nghĩa là nếu mà họ tính tổng cộng khoảng 1 triệu người đó, vì thấy khủng khiếp. Mà cái năm mà 2002 2003 đó, sư đi tham quan ở Thâm Makaya, thì lúc đó đó là cái khoảng chiều bề rộng của cái trung tâm Thâm Makaya đó nó khoảng là 200 hectare. À, mà bây giờ quý vị biết là bây giờ là các cái thí chủ người ta tiếp tục, người ta phát tâm, người ta dâng cúng đó, là nghe đâu bây giờ nó lên tới 400 hay 500 hectare rồi. Đó, mà muốn đi ở đó, muốn đi tham quan đó, là phải đi bằng xe hơi. Đi xe hơi mà đi cả một khoảng 3 ngày hay 4 ngày đó, thì mới giáp hết được cái trung tâm Thâm Makaya đó. À, ở trong đó là nó có đầy đủ hết đó. À, trường thiền có nè, rồi có một cái nhà mà bảo tàng để chứa đựng cái tam tạng kinh điển khắc ở trên đá cẩm thạch á. Nha, mà quý vị biết rằng cái này khắc mà họ mạ vàng nha, họ mạ vàng thiệt chứ không phải là vàng quá chất hay là vàng ấy đâu. Ha, mạ bằng vàng thiệt ở trên những cái tấm đá granite, nhưng mà cái loại đá quý, nhưng nó giống như là cẩm thạch vậy đó. Đó, mà trong đó lưu trữ cái tam tạng,
Nhưng mà cái hay của cái ông mà cái ông kỹ sư mà thiết kế đó, là ở trên nóc đó là đổ đúc hết, nhưng mà ổng tính đó, ổng chừa những cái lỗ tròn là gắn kín. À, cái nhà này đặc biệt là không có cửa, không có cửa đóng mở gì hết, mà cũng không có một cái bóng đèn vậy đó. À, nhưng mà tất cả Phật tử có thể đến để nghiên cứu. Mà cái ánh sáng nó đều hết ở trong cái nhà đó. Đó, thành ra đó nó có những cái nó, tại vì mình chưa có dịp mình đi. À, khi mà mình đến được mà Thái Lan đó, mình sẽ thấy những cái chùa, những cái chỗ mà người ta tôn trí Tam Tạng kinh điển hay là những cái trường thiền đó, là nó rất là khủng khiếp. À, thành ra đó, và quý vị cũng đừng lo, nếu mà trong cái hội chúng của ngài Nagasena mà tới 80.000 vị đó, thì chắc chắn là những vị này là những cái bậc thánh nhân, biết đâu các ngài cũng là có thi nhĩ thông hết. Thành ra chỉ cần ông vua ông đứng ở trong đó thì có thể nghe được, còn 80.000 vị kia dù ở xa đi chăng nữa đó, các ngài cũng có thi nhĩ thông cũng nghe được. Thôi mình bỏ qua cái vấn đề đó. Rồi bây giờ trở lại cái thắc mắc của Tu Nê đó, là hỏi là bây giờ cái giáo lý của Đức Phật thì nó quá rộng lớn. Bây giờ làm sao mình học hết cái Tam Tạng, trong đó thì nó có phần Abhidhamma là di diệu pháp. Mình học cái nào trước? Thì thật sự ra đó, chúng ta bây giờ đó là học tùy theo ý thích của mỗi người. Mình có thể mình học cái nào trước cũng được. Mình có thể mình tìm hiểu luật trước cũng được. Mình có thể mình tìm hiểu kinh trước cũng được. Còn có người thì có thể học di diệu pháp trước cũng được. Không có cần thiết là phải học cái nào trước hết. Tại vì cái lời dạy của Đức Phật đó, trong kinh đó, nó không phải bắt buộc phải tuần tự. Bắt buộc phải tuần tự học cái bài này rồi học cái học kia. Giống như là phải cái trình độ mình phải học xong lớp 1 và mình lên lớp 2, lên lớp 3 kia không có. Tùy theo cái nhân duyên của mỗi người. Nhưng á, qua cái tìm hiểu của sư á, thì sư thấy á, quý vị khỏi cần phải học hết cái Tam Tạng. Nếu mà bây giờ mình là cái người mà tuổi còn trẻ thì những cái vị mà còn trẻ tuổi, tức là khoảng trung niên á, 20 cho tới 40 đó, thì có thể học từng tạng, tạng kinh, tạng di diệu pháp, tạng lực gì đó ha. Nhưng mà những người mà đã hơi lớn tuổi rồi đó thì quý vị ráng học trong cái 423 cầu pháp cú kinh, thì sự thật ra đó là cái tinh túy của Phật giáo đó, nó cũng nằm ở trong cái 423 cầu pháp kinh này. Trong đó nó có về luật, rồi cũng có về pháp học, pháp hành, rồi nó cũng có trong đó hết á. Nó rất là hay. Sự thật ra đó là cái tinh hoa của Phật giáo là nó nằm ở trong cái pháp cú kinh. Thành ra quý vị cứ nghiền ngẫm cái 423 câu pháp cú kinh này thì quý vị sẽ thấy. Rồi sao, ví dụ như có những cái câu mà nó liên hệ về di diệu pháp thì mình sẽ tìm hiểu về di diệu pháp, danh sắc sao đó thì mình tìm hiểu thêm. Chứ bây giờ những cái vị mà lớn tuổi rồi
điều kiện thời gian là không có, sức khỏe không có. Mà bây giờ mình nói học học mà từ từ đụng vô tạng kinh thì nó quá mênh mông, thấy không? Mà nếu mà học gì với diệu pháp mà không có người hướng dẫn á, nó sâu rộng mà mình không hiểu được á, thì không có ai hướng dẫn chỉ dạy á, thì nó cũng khó. À đó, thành ra đó là chúng ta tùy theo nhân duyên điều kiện của mỗi người. À, có những người nhân duyên quá khứ người ta đã từng học kinh rồi, bây giờ người ta muốn học gì pháp. À, còn có những người hồi đó người ta đã học gì pháp rồi, giờ người ta lại thích học học kinh học luật, đúng không? Đó, tùy theo cái sở thích của mỗi người. À, chứ còn mà Đức Phật không có bắt buộc. Ví dụ như trong cái đặt là giới định tuệ, không phải nhất thiết là phải học giới trước. À, có thể học thực hành định trước cũng được. À, rồi nhưng mà phải căn bản giới khi mà đi vào pháp hành thì bắt buộc là phải hiểu biết giữ. Ví dụ như một hành giả, bây giờ mình nói mình đi đi hành thiền, mình muốn tu tập thiền định thiền tuệ chẳng hạn, thì trước khi mà mình muốn đi vào cái pháp hành thì phải cái điều kiện trước tiên là mình hành về giới trước cái đã. À, mình hành về giới để nó tạo cái căn bản rồi mình mới phát triển và tu tập thiền định thiền tuệ. Thì nhờ vậy đó thì nó mới đưa đến những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái trí tuệ. Thì đó là cái quy luật. Chứ còn không có, còn nếu mà mình học thì không có nhất thiết là phải học cái nào trước. Thì xin giải thích cái thắc mắc của Tuna. Dạ, chúc Tuna nhiều sức khỏe, an vui. Và bây giờ thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Kính chúc chư Tùng Đức có thể ra nghe. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nhận hết lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay rất là hay ạ. Và con không biết là sư Pháp Trang có mặt ở trước máy không bạch sư. Nếu mà sư có nghe âm thanh của Nguyên Như, con xin sư cho con kính hiệu bạch sư. Dạ, sa thú, sa thú. Và Nguyên Như con xin kính thỉnh sư. Mấy hôm nay con không thấy sư vào lớp cũng một thời gian rồi. Sa thú, sư trở lại vào lớp Nguyên Như Kỳ Viên để sinh hoạt cùng với chúng con. Và con xin kính thỉnh sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và con xin dâng bích lại cho sư Pháp Trang ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tọa thanh tâm, thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức tăng đang diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể cho Phật tử. Và sự thì trong quý gom nguyên như kiều viên thì chúng tôi cũng muốn vào cũng cùng sinh hoạt với quý vị, nhưng mà trong những lúc sau này thì chúng tôi rất là bận công việc. Với lại thì mấy hôm nay thì cũng có chư tăng ở trong miền Nam cũng ra đây để mấy ngày nay thì cũng có chư tăng để Phật tử để tập trung tạo phước cũng như là thỉnh chư tăng đi thuyết pháp ở tại Quy Nhơn, thành ra rất là bận rộn. Hôm qua thì chư tăng cũng vừa mới về, thì hôm nay thì cũng trở lại với sinh hoạt quý vị. Chắc có lẽ là trong sinh hoạt chắc cũng phải là một tuần hoặc nửa tháng nữa thì chúng tôi cũng có công việc để đi vào ở trong miền Nam. Cũng có công việc, thành ra chúng tôi cũng ít có ở chùa, do đó thì cũng trong đạo tràng cũng hoan hỷ cho. Và bây giờ thì
để kết thúc cho buổi sinh hoạt hôm nay, thì chúng con cũng xin được thay mặt thượng tọa Thanh Tâm với thượng tọa Pháp Thanh cũng để phúc chúc đến toàn thể quý vị trong đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng ba tê tăng tâm hằng kia pa me va sa me cha to sa pe po re an ta sang ca pa chan do pa na ra so ya ta ma ne chom tê ra so ya ta sa pe tê yo vi va chan do sa pa ro ro vi na sa to ma te pa va ton ta ra yo so ke de ka yo kom Pava Piva Dana Sele Sanecha Vata Pacha Yeno Chata Rom Dhamma Vatante Ayovano Sokang Palang Các Quả Lành Mà Người Đã Mong Mỏi Cho Được Mau Thành Tu Kiếp Thời Đến Người Cầu Xin Những Sự Suy Xét Chân Chánh Cho Được Chọn Đủ Đến Người Như trăng trong ngày rằm bằng trắng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao qua có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Setiya chanarata setama ta setama tôi đang phân lăng etasmin ratanataya smin sambasa dana che etaso cầu xin thông quả của tâm kinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con nguyên như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã thay mặt cho chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp đạo. Ya de wa ta san ti wi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so thân ka ron te ta wi ha ra mang da le Thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gama cha de sa ni gama cha yu sa ra sambha na phu ta. Sukita pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta ta vô pa pa ti ca. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo Sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba quê Di tê y đăng no nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô Y đăng no nha Ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô Y đăng no nha Ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô Y đăng quá ta mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào. Nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh,
nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá.